Ví dụ em. Ê, anh xem hộ em con này xem được bao nhiêu vậy anh? Con này á? Vâng. Con này đồng cũ em ạ. Đồng một cũ hả anh? Ừ. Em bán luôn. Bán luôn đi. Ok em, anh gửi em tiền nhá. Ok. Vâng, em xin nhá anh nhá. Em vào đây anh ạ. Ok. Con này mua cũ à? Rẻ đấy, để cho anh nhé. Con này anh trả em được bao nhiêu? Thế em bán bao nhiêu? Anh mua được bao nhiêu? Bán bao nhiêu thì nói đi anh trả. Thế bây giờ anh cứ xem kỹ máy đi, anh mua được bao nhiêu thì bảo em nhé. Thế em bán bao nhiêu? Ôi, thế anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Ui, anh vào đây làm gì? Tại vệ sinh thì bạn làm gì? Bạn, anh mua bao nhiêu thì bỏ em chứ? Anh vào đây làm cái gì? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh đã ăn cơm nhà em này rồi, anh không phải ngại, anh trả em bao nhiêu thì trả. Có bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Em bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Anh mua bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Thế máy đâu rồi? Máy để đây mà. Đâu, máy đâu? Còn mỗi cái ốp